Nè bà con, mở cho bà con xem nha. Đấy. Trên đường Hai Bà Trưng tại Hà Nội thì có một cái tên Ngụy Già. Có một cái tên Ngụy Già, nó cầm cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của ba thằng chế độ Ngụy quân Ngụy quyền đó bà con. Thì nó dự định là nó dán lên cái cột điện, nhưng mà bà con ở Hà Nội thấy được xúm nhau, bà con người dân quánh nó nói tay tô quánh học máu mồm ra luôn, quánh không còn cái đường nào mà đỡ luôn, cái thằng này già rồi ăn rồi thì giao cho 113 đây, mình nói đây có dẫn chứng cho bà con thấy. Đấy, thằng Ngụy Già đó bà con thấy không? Đó. Nó cho mày bỏ tắt, mày chừa, mày phản động nha. Phản động đi, bắt chích mẹ lũ chúng mày mất luôn. Phản động nha, chặng này cho 30 tháng 4 rồi, gom góp tụi bay đi, cho tụi bay đi trăm kiếm hết. Cho tụi bay chừa, tụi bay còn đi phản động nữa không? Thấy không? Đó, thông báo với bà con 30 tháng 4 tới rồi, cái đám nào mà muốn đứa nào muốn phản động thì đi vào đi chăn kiến chung với tụi nó nha. Đấy đó, dán cờ ba sọc đi, tụi bay dán đi, tao nói tụi bay không có qua mắt lọt được mắt an ninh đâu, có đám ba que nha, thấy chưa? Đừng có nói chuyện mất tập trung. Bà con thấy không? Bà con thấy chưa? À, đó, thông báo với bà con và những thằng thằng nào mà phản động á, ha, phản quốc đó ha, không nhớ ơn những công lao chiến sĩ mà giải phóng cái đất nước Việt Nam mình, đuổi đánh giặc, đuổi đi cho đất nước hòa bình mà tụi bay hả chống phá cái đất nước Việt Nam. Thì chúng bay hả bị bắt như thế đấy ngay ha. Cái tin Facebook này là của em Nguyễn Di đấy. Đấy. Em Nguyễn Di tin nóng khoảng 9 giờ sáng tại Hai Bà Trưng, cái tin này mới đăng cách đây 3 giờ. Tin nóng vào khoảng 9 giờ sáng tại Hai Bà Trưng Hà Nội, một tên Ngụy đang định dán cờ vàng ba sọc qué lên cột điện thì bị người dân phát hiện vây đánh, hội đồng đổ máu mồm đổ máu mồm sòm máu mũi rồi giao nộp cho lực lượng 113. Theo điều tra ban đầu, tên này hiện đang nắm giữ chức vụ thiếu tướng chu cha và là đệ ruột của tướng Đào Minh Quân. Nhiệm vụ lần này hắn được cắt cử về nước giải kiền đơn có nội dung xuyên tạc và dán biểu tượng cờ Ngụy, chưa thực hiện được thì bị dân vây đánh cho sắp mặt lờ đấy. Cho em xem lại vào trễ, em xem trễ hả, để chị cho em xem lại.
cái clip này em đăng khoảng cách đây 3 giờ rồi. Đấy, cái mặc đồ Việt Nam Cộng Hòa luôn đó, bà con thấy không? À, vụ gì chị Quang Huỳnh vô sao hả? À, vụ này là cái thằng tên tướng Ngụy á, cái tên tướng Ngụy này là đệ tử của Đào Minh Quân đi về nước, dự định là gãi chuyền đơn đó chị, gãi chuyền đơn và dán cờ vàng ba sọc lên cột cờ thì bị người dân mình phát địa hiện vây đánh đó chị. Cái tin này là tại ở Hà Nội, đường Hai Bà Trưng ở Hà Nội hồi sáng này đó chị, tin này mới đăng cách đây vài giờ, 3 giờ, tin mới nóng hổi, vừa nóng hổi vừa ăn đấy. Đó. Đấy bà con thấy chưa, tin mới gan luôn.